Xin chào cả nhà nha. Dạ hôm nay thì Hoàng tiếp tục quay bán hai chiếc xe Acura Elizabeth FE nha cả nhà. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng nha. Tình trạng xe là máy im, không kêu không hú nha cả nhà. Chạy bốc mạnh nha. Áo đẹp. Xe này rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ mình mua đi chợ ha, đi chơi gì cũng hợp lý nha. Bây giờ Hoàng sẽ quay xung quanh một vòng xong Hoàng sẽ vô quay chi tiết kỹ hơn cho cô chú bác anh chị em mình xem ha. Xe này là FE nha cả nhà. Acura Elizabeth FE phun xăng điện tử nha. Đi cũng ít hao xăng nha. Có nhiều số chị em phụ nữ mình không có gành xe. Nhiều khi nói giá sao mà thấy cao thì nó cũng tùy theo nha. Tùy theo tình trạng xe và tùy theo đời xe nè. Và tùy theo là xe FE hay là xe xăng cơ nha. Thì hai chiếc xe này là đều mang biển số An Giang hết nha cả nhà. Chiếc màu đỏ này là 67C104569. Biển số cũng dễ nhìn nha. Và chiếc màu trắng là 67B106382. Biển Long Xuyên nha. B1 là ở Long Xuyên. Còn này là 67C1 là thuộc huyện Châu Thành nha. Xe này cô chú anh chị em mua về là chạy thôi, đổ xăng chạy ha. Không cần phải sửa chữa gì hết thêm nha. Áo đẹp hết nha cả nhà. Màu trắng màu đỏ, xe chiếc nào áo cũng đẹp hết nha. Đó. Bây giờ Hoàng sẽ quay cái chiếc màu trắng trước nha. Xe này áo còn rất là đẹp nha cả nhà. Chưa có xuống màu nha. Chủ cũ đi có dán keo nha. Xe này mình cũng có bóc keo. Cho nên là tình trạng xe là áo là áo nước sơn zin nè. Còn khá đẹp. Chỉ chạy sức lâm găm nhẹ thôi. Phun chức năng đầy đủ nha. Phun xăng điện tử thì nó cũng ít hao xăng nha cả nhà. Nói chung là xe này không có gì để mình tả nhiều hết nữa cô chú bác nha. Chủ yếu là máy im, không kêu không hú ha. Xe này có gắn inox ha. Nó có chạy sức nhẹ một vài chỗ nha cả nhà. Nè, máy điểm này ha. Do sử dụng lâu ngày. Nói chung mình nhìn kỹ cận cảnh mình mới thấy nha. Còn phương đó là xe ok nha. Xe này sử dụng thắng đĩa nha cả nhà. Đó. Có học để đồ rất là to nha. Để qua đây mình mở quét máy cho cả nhà mình nghe luôn ha. Đó, bấm nút là mở yên thôi. Học để đồ rất là to nha. Đựng thoải mái luôn. Hai ba cái nón bảo hiểm, áo mưa, đồ dùng gì đó ok hết nha. Máy đang nổ nha cả nhà. Quá im nha. Nói chung hai chiếc này đồng giá nha cả nhà. 9,5 triệu một chiếc nha. Rồi, chiếc màu đỏ cũng vậy nha. Áo đẹp. Cũng sử dụng thắng đĩa luôn nha. Đó, áo rất là đẹp nha. Giá cũng 9,5 triệu nha cả nhà. Vỏ đồ mới thay ha, rất dày nha.
máy móc là im nha cái nhà. Đó, xe đang nổ máy nha. Hai chiếc này thì Hoàng bán đồng giá nha cả nhà. 9,5 triệu. AP Ali Jebet FI phun xăng điện tử nha cả nhà. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng nha. Thì cửa hàng Hoàng có hỗ trợ trả góp nha, hỗ trợ sang tên luôn. Đó. Cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0974735753 ha. Cửa hàng của Hoàng thì gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Rồi bên trong nhà thì cũng còn mấy chiếc xe cỏ thôi cả nhà. Đó. Rồi cuối video thì Hoàng xin chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ ha. Hẹn gặp cả nhà mình ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.